thường là người ta sợ làm răng là sẽ bị giả ấy, nhưng mà đúng tại rồi. Sao mà có cái câu là đẹp tự nhiên nhưng mà không tự nhiên mà đẹp? Thấy nó giống như kiểu cái răng của mình bị lột mất cái áo ấy. Giống như kiểu cái việc mà các bạn mà đang mặc quần áo mà bị lột đấy, các bạn thấy cái đau đớn thì lạnh lẽo lắm. Thì sau đó mình mặc áo lại đúng thì mình rồi. Lại cảm thấy ấm mà áo thì còn áo mới đấy chứ. Hi, xin chào cả nhà, mình là Tùng Min và Công Trần. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng đã có những cái giây phút trải nghiệm rất là tuyệt vời tại WinSmile của thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất là lâu rồi thì Tùng và Bông Chuẩn đều hoạt động trong cái lĩnh vực nghệ thuật, thì đi giao tiếp rất là nhiều. Và trong những cái năm gần đây thì Tùng mới để ý rằng là mọi người có những cái hàm răng rất là đẹp. Và từ đó thì Tùng mới tìm hiểu là ủa tại sao mà mọi người lại có thể đi làm răng và có thể mọi người chăm sóc cái bộ răng của mình mà đẹp đến như vậy. Thì về sau Tùng mới phát hiện rằng là ngay cả bản thân trong cái lĩnh vực mà Tùng đang làm là về phim ảnh, người ta nói rằng là cái răng, cái tóc là góc con người thì không có gì là sai cả. Bởi vì khi mà một diễn viên lên một cái bộ phim hay là bất cứ một cái quảng cáo nào đó, khi mà họ chỉ cười thôi là có thể thu hút được rất nhiều những cái ánh nhìn của khán giả hay là những cái người xung quanh, thì Tùng mới nghĩ là nó là cái mà phương tiện tốt nhất mà để có thể mình gần tới những cái người xung quanh của mình, bạn bè của mình hay đối tác của mình. Bản thân Bông thì trước đây Bông từng là một người mẫu, thì cái nụ cười nó rất là quan trọng. Tuy nhiên là bởi vì mình cũng tự tin rằng là mình đã có một cái nụ cười đẹp sẵn rồi, nên là mình không chú ý đến phần răng của mình. Cho đến khi mà mình bây giờ là đã có hai em bé, sau khi mà sinh em bé thứ hai thì mình cảm thấy là răng của mình bị xô lệch rất là nhiều và màu nó cũng tối đi. Thế cho nên càng ngày mình càng cảm thấy là mất tự tin về cái việc là mình giao tiếp rồi mình cười nói với tất cả mọi người. Tự nhiên mình cảm thấy là mình cười không đẹp như trước nữa, và bắt đầu mình quan tâm hơn đến cái việc là làm răng. Trước khi mà Tùng đến với cả WinSmile của thành phố Hồ Chí Minh thì thật sự là Tùng không muốn làm răng đâu. Tùng không muốn làm bất cứ một cái gì liên quan răng miệng, bởi vì Tùng tự tin và Tùng cảm thấy là mình đã có một cái hàm răng đủ để mình dùng rồi. Trước khi mà Tùng đến đây thì Tùng phải đi hỏi và Tùng đi tham mưu của rất nhiều bạn bè. Họ có những người người ta làm răng rồi và có những người người ta chưa làm răng. Thì hầu hết những người mà chưa làm răng thì họ đều có một cái suy nghĩ là răng là răng giả. Và chắc chắn là nó sẽ hỏng theo thời gian và nó sẽ hỏng rất là nhanh, và bạn không thể ăn được đồ cứng hay bạn không thể hút thuốc, đối với những người mà hút thuốc hoặc là uống bia, và nó sẽ ố rất là nhanh. Và cái hoàn toàn cái điều đấy khi mà mình ở đây mình đã trải nghiệm rồi, mình đã làm rồi, và chắc chắn là Tùng sẽ có một cái bài review riêng ở trên cái kênh YouTube và Facebook của Tùng. Thì Tùng muốn nói cho mọi người là bây giờ công nghệ nó đã hỗ trợ cho cái việc đó rất là cao rồi, nó rất là nhiều rồi. Với một người như Tùng thì cái việc đi tiếp khách rồi hút thuốc thì nó rất là nhiều. Hầu như một tuần là Tùng sẽ phải đi đến 6 ngày liền. Và hút thuốc và uống bia thì thực sự là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái bộ nhá, cái hàm răng của mình. Kể cả uống cà phê. Đúng rồi, uống cà phê nữa thì Tùng sẽ review cho các bạn là nó sẽ ố như nào và nó sẽ như nào. Và Tùng chắc chắn một điều rằng là cái hàm răng của Tùng vừa mới làm tại WinSmile ấy, nó sẽ không như những gì các bạn đang nghĩ, là nó sẽ luôn trắng kể cả các bạn làm bất cứ điều gì nó, hút thuốc hay uống bia, nhưng bạn phải chăm sóc nó đúng cách và theo chỉ định của bác sĩ. Và có một điều Tùng rất là thích ở WinSmile đó là cái sự thân thiện và tư vấn rất là nhiệt tình của bác sĩ và tư vấn viên. Bản thân khi mà Tùng đến đây thì Tùng luôn để ý rằng là những cái thái độ từ lúc mà vợ chồng Tùng vào trong này nói chuyện với tất cả các bạn thì tạo cho mình cái cảm giác là mình tin tưởng, đúng rồi, mình thoải mái và mình tin tưởng và mình không hề sợ nữa. Thật ra là Tùng là một cái con người mà có thể nói là không sợ đau, nhưng mà riêng đau răng thì cực kỳ sợ. Có một cái là Bông thấy rằng là hầu như tất cả mọi người, kể cả bản thân Bông, khi mà nghĩ đến làm răng á là sẽ sợ những cái hậu quả về sau, tức là sợ rằng là sau này răng của mình sẽ yếu hơn. Thì khi mà đến WinSmile ấy thì có một cái rất là hay mà Bông cảm thấy là Bông được học thêm nhiều, là khi mà mình tìm hiểu về răng của mình hơn thì mình mới biết rằng là những cái mà
cái vấn đề của răng của mình nó cũng sẽ làm cho răng của mình yếu đi. Thực ra thì khi các bạn già thì răng nó cũng sẽ rụng đi thôi. Thế thì cứ mọi người cứ nghĩ rằng là làm răng thì răng sẽ rụng, nhưng mà thực ra không phải, già thì rụng thôi. Thế cho nên là Bông thấy rằng những cái vấn đề ở răng của mình khi mà mình làm răng sứ nó cũng được khắc phục. Thì Bông nghĩ rằng nó không chỉ là làm thẩm mỹ nữa, mà nó còn là làm về sức khỏe nữa. Cho nên là khi mà Bông được tư vấn, Bông cảm thấy rất là tin tưởng vào dịch vụ của WinSmile. Bác sĩ đã chỉ ra những cái khuyết điểm và những cái mà Tùng nên khắc phục đối với cái bộ răng của mình. Thứ nhất là nó vừa làm đẹp cho mình, và thứ hai là nó cho mình một cái bộ răng rất là khỏe, có nghĩa là một cái bộ hàm rất là khỏe để mình có thể mình ăn hay là mình làm bất cứ một cái việc gì đó thoải mái hơn, thế như là cắn vợ chẳng hạn thì nó sẽ tốt hơn là cái răng để cắn vợ, là cái bộ răng bình thường. Khi mà các bạn tìm được một cái nơi mà uy tín thì họ sẽ tư vấn đúng và họ sẽ bỏ ra một cái khoảng thời gian rất là dài để coi là thuyết phục cho mình. Bởi vì bản thân Tùng rất thích là trắng, bởi vì răng Tùng ngày xưa là rất là ố, và khi mà mình nhìn thấy bạn bè có một cái bộ răng hàm răng mà sáng thích lắm, cho nên mình Tùng muốn rằng là nó phải sáng bật lên, cũng là chỉ cần nhai răng ra thôi phát là ánh sáng rọi vào cái là nó sáng như mô ấy đó, kiểu đó. Nhưng mà khi mà đến đây rồi thì Tùng thấy là nó càng tự nhiên bao nhiêu ấy thì càng đẹp bấy nhiêu, và chứ nó không lâu dài. Đúng rồi, nó lâu dài và nó không cần thiết phải là cứ làm răng là phải trắng. Không phải hoàn toàn cái việc làm răng là phải trắng, không phải như vậy. Làm răng là để khỏe và nó phải thẩm mỹ, nó phải đẹp, phù hợp với cả gương mặt của bạn đấy. Lúc mà lắp cái bộ răng sứ vào á, có nghĩa là cái bộ răng chuẩn mà các bác sĩ tại WinSmile làm rồi á, thì Tùng chỉ nghĩ rằng là đến để lắp và xong là đi về thôi. Nhưng mà ngoài cái việc đó thì có nghĩa là bác sĩ tỉ mỉ từng tí là căn làm sao cho mình nhai trong một cách hiệu quả nhất, có khi nó còn hiệu quả hơn cả cái răng cũ của mình luôn. Bởi vì cái răng cũ của Tùng là hai cái hàm nó không được khít, nhưng bây giờ hoàn toàn nó khít. WinSmile tại thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều dịch vụ dành cho các bạn lựa chọn. Không hẳn là các bạn sẽ phải làm răng giống như Tùng đây, nó sẽ có những cái dịch vụ mà chỉ cần tráng hay là bọc lớp bên ngoài veneer dành cho những bạn mà răng đã có một cấu trúc nó tốt rồi. Thì nhân đây thì Tùng cảm ơn tất cả ekip của WinSmile tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho vợ chồng Tùng Bông có một cái nụ cười rất là đẹp. Bởi vì đợt tới này thì Tùng và Bông sẽ có những cái dự án với hai đứa con ở trên YouTube, rồi trên fanpage. Hy vọng là mọi người sẽ theo dõi và mọi người sẽ ủng hộ cho WinSmile thành phố Hồ Chí Minh, và chúc cho WinSmile thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thành công và sẽ có nhiều người tới để có thật nhiều nụ cười ở đây. Cảm ơn ekip đội ngũ y bác sĩ ở WinSmile rất là nhiều, đã tư vấn rất là hoàn hảo cho Bông và Tùng để có những cái nụ cười như bây giờ. Và Bông hy vọng rằng là mọi người sẽ tới WinSmile và thử những trải nghiệm những cái dịch vụ của WinSmile, bởi vì Bông thấy rằng là một người sợ đau, một người khó tính như anh Tùng mà còn cảm thấy hài lòng, thì Bông nghĩ rằng mọi người rất là đáng để trải nghiệm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.